nhà đất Bình Dương, trung tâm giảm nhiệt, ngoại thành lên ngôi. Việc giá nhà đất tăng 50-60% chỉ trong 2 năm ngắn ngủi đang khiến bất động sản Bình Dương từ thị trường nhà bình dân trở nên bỏng tay với người mua nhà. Điều này liệu có khiến bất động sản Bình Dương giảm sức hút trong tương lai gần? Giá bất động sản Bình Dương liên tục lập đỉnh. Từng được định hướng phát triển nhiều sản phẩm nhà giá rẻ dành cho công nhân lao động, nhưng trong 2 năm trở lại đây, giá bất động sản tại Bình Dương tăng chóng mặt, đặc biệt là thành phố Dĩ An, Thuận An. Cụ thể, theo tìm hiểu, tính đến thời điểm cuối năm 2020, nhiều dự án mở bán tại thành phố Thuận An và Dĩ An có giá bán tăng hơn từ 40-50% so với những dự án lân cận mở bán trước đó 2 năm. Trung bình từ 22-28 triệu trên mét vuông 2018 lên mức 35-40 triệu trên mét vuông. Một số dự án còn chào bán với giá 40-45 triệu trên mét vuông, vượt nhiều dự án triển khai khu vực vùng ven thành phố Hồ Chí Minh như quận 8, Bình Chánh, quận 12 và cả ở khu vực quận 9. Thậm chí, khu vực trung tâm hành chính thành phố Dĩ An nhiều chung cư chạm mức 60-70 triệu đồng trên mét vuông. Giá bán căn hộ tại đây bắt đầu tiệm cận với thành phố Hồ Chí Minh, vượt xa tầm với của đa số người lao động. Căn hộ đã vậy, giá nhà phố và đất thổ cư tại Bình Dương cũng tăng nhanh không kém. Tại Dĩ An, cách đây 3 năm, một dự án nhà phố được giao bán với giá khoảng 20 triệu trên mét vuông, sau khi địa phương này chính thức lên thành phố, giá tăng hơn 45-60 triệu mét vuông. Nhà đất ở khu tiếp giáp thành phố Hồ Chí Minh hiện rơi vào 75-90 triệu trên mét vuông. Loạt dự án còn nguồn cung mở bán tại Bình Dương thời gian qua như Victory City, Casamon, Bình Dương Avenue City, The Eden City đều có giá bán tăng ít nhất 30-40% so với mức chào bán gốc. Nhà phố xây sẵn giao thô trên thị trường thứ cấp có giá lên đến 70 triệu trên mét vuông. Riêng shop house mặt tiền đường lớn giá gần 10 tỷ đồng trên căn, tương ứng với mức giá đất từ 75-80 triệu đồng trên mét vuông. Đối với các sản phẩm diện tích nền nhỏ dưới 100 mét vuông, phổ biến từ 60-70 mét vuông, tỷ lệ tăng giá nhiều hơn, từ gấp rưỡi đến gấp đôi do khan hiếm hàng bán ra. Việc giá bất động sản Bình Dương liên tục lập đỉnh trong những năm vừa qua là điều dễ hiểu. Chính sách phát triển cơ sở hạ tầng, quá trình đô thị hóa biến Bình Dương thành khu vực thu hút dân cư. Ngoài ra việc thành lập thành phố Thủ Đức góp phần thu hút đầu tư và nhân sự về Bình Dương. Thực tế, việc thành phố Dĩ An chỉ cách thành phố Thủ Đức 15 phút đi lại sẽ biến nơi đây thành lựa chọn rất phù hợp để sinh sống với nhiều lợi thế. Ngoài ra, sân bay Long Thành cũng là yếu tố khác giúp tăng sức phát triển bất động sản Bình Dương, đặc biệt là Dĩ An, Thuận An. Trung tâm giảm sức hút, vùng rìa tăng lượng quan tâm. Tuy nhiên, nhu cầu giao dịch nhà đất tại Bình Dương đang có phần chững lại trong quý 1 năm 2021 sau một thời gian dài hô mưa gọi gió. Báo cáo nghiên cứu thị trường quý 1 năm 2020 của Bất Động Sản.com cho thấy, nếu trong năm 2020, nhu cầu tìm mua nhà đất tại Bình Dương luôn duy trì mức tăng từ 14-21%, bước sang quý 1 năm 2021, khi làn sóng săn tìm bất động sản nóng trên toàn quốc, hình thành nhiều cơn sốt đất tại các tỉnh thành phía Nam thì lượng quan tâm tìm kiếm nhà đất tại Bình Dương chỉ tăng khoảng 3%. Con số này tại Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và Long An là 20-24%. Trong quý 1 năm 2021 vừa qua, giao dịch nhà đất tại thị trường Bình Dương có dấu hiệu chững nhẹ sau một thời gian tăng trưởng nhanh chóng về cả nguồn cung và giá bán. Nếu loại hình đất nền và nhà phố vẫn duy trì được lượng tiêu thụ ổn định, căn hộ đang có động thái đứng yên khi sức mua không tăng bất chấp quý vừa qua, giao dịch bất động sản nóng trên cả nước. Tuy nhiên không phải vì vậy mà nhà đất Bình Dương giảm sức hấp dẫn. So với các thị trường vệ tinh quanh thành phố Hồ Chí Minh, nhu cầu tìm kiếm nhà đất tại Bình Dương vẫn đứng đầu, thậm chí cao gấp đôi so với các thị trường Long An và Bà Rịa Vũng Tàu. Sở dĩ quý vừa qua, lượng quan tâm nhà đất Bình Dương không đột biến chủ yếu đến từ việc ba thị trường nóng là Thuận An, Dĩ An và Thủ Dầu Một có ít nguồn hàng mới chào bán. Sản phẩm nhà phố và đất nền cũng không đa dạng do đang khan hiếm quỹ đất triển khai và ảnh hưởng từ dịch Covid-19 vừa qua. Thay vào đó, nguồn cung mới tại Bình Dương đang chuyển dịch nhiều về khu vực các huyện ngoại thành như Bầu Bàng, Bến Cát, Tân Uyên, Dầu Tiếng. Điều này được phản ánh rõ khi mà nhu cầu tìm kiếm bất động sản tại huyện Bầu Bàng tăng đến 30%, huyện Dầu Tiếng tăng 32% và Tân Uyên tăng 7%. Nguyên nhân là do các khu vực này hiện đang tập trung nhiều dự án mới, đi đôi với đó là những thông tin tích cực về quy hoạch. Trong quý 2 năm 2021, nguồn cung nhà đất Bình Dương dự kiến sẽ gia tăng trở lại khi nhiều dự án mới và hiện hữu có kế hoạch chào bán với nguồn cung đa dạng. Phân khúc căn hộ sẽ vẫn tập trung ở các thị trường truyền thống là Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một, trong khi nhà phố, đất nền có thể tăng trưởng mạnh tại các thị trường mới như Bến Cát, Bầu Bàng, Hốt Bạc, nhờ giá nhà liền thổ Bình Dương tăng mạnh. Giá căn hộ tại Bình Dương liên tục tăng cao đang khiến loại hình nhà liền thổ tại thị trường này xác lập mặt bằng mới, vượt dự đoán của nhiều nhà đầu tư. Nhà phố tại Dĩ An, Thuận An cao bất ngờ. Bỏ ra 3,8 tỷ đồng mua một nền nhà phố diện tích gần 95m² thuộc dự án khu dân cư trên địa bàn thành phố Dĩ An, Bình Dương vào cuối năm 2017, anh Phạm Dương, một nhà đầu tư tại thành phố Thủ Đức, cũng không ngờ sau 5 năm căn nhà phố anh sở hữu có thể tăng giá gấp 2 lần so với thời điểm mua vào.
anh cho biết chỉ cần chấp nhận là căn nhà phố của anh được mua lại ngay với giá 8 tỷ đồng. Tuy nhiên nhà đầu tư này lại không có ý tưởng bán lại. Dù thời điểm đầu mua vào với tâm lý vừa để dành vừa đầu tư, nhưng qua vài năm, khu vực này phát triển nhanh, dân cư đông đúc lại thêm quy hoạch thành phố Thủ Đức sát bên nên anh quyết định sẽ đợi thêm vì tin tưởng giá còn tăng tiếp. Lúc quyết định mua, anh Dương cũng dự đoán là giá nhà Bình Dương thời gian sau sẽ tăng cao. Tuy nhiên với tốc độ tăng nhanh và mạnh như hiện tại thì chính anh cũng có phần bất ngờ. Nếu xét về biên độ tăng giá, trong 4 năm qua, phân khúc nhà phố Bình Dương mà cụ thể là ở thành phố Dĩ An và Thuận An có biên độ tăng thậm chí còn cao hơn cả thành phố Hồ Chí Minh. Điểm khác biệt của thị trường nhà phố Bình Dương so với nhiều thị trường khác là phần lớn các dự án nhà phố ở Bình Dương sau khi đưa vào sử dụng thường rất ít trường hợp bán lại, nên giá thường tăng cao theo thời gian, anh Dương cho hay. Kênh thông tin bất động sản thực tế, siêu thị BDS 0909339019 Zalo trên Viber. Chi tiết về sản phẩm, tư vấn vị trí đẹp, đầu tư lướt sóng, đầu tư dài lâu. Cập nhật những tin tức hình ảnh mới nhất, chính xác nhất. Chúc quý vị xem tin và clip vui vẻ.